Phần 2. Mọi thứ đều bắt đầu từ bạn. Tôi hy vọng các bạn đã thực hiện bài tập ở phần 1. Cảm ơn các bạn đã tiếp tục theo dõi phần 2. Các bạn thân mến, tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều là trung tâm của thế giới. Nghĩa là mọi thứ đều bắt đầu từ bạn, từ tôi và từ những người khác. Chúng ta thường nghĩ rằng thế giới đang ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng đang ảnh hưởng đến thế giới? Bởi vì mọi thứ đều bắt đầu từ chúng ta, nên bất cứ điều gì chúng ta đã và đang làm, chẳng hạn như sản xuất, tiêu thụ và vứt bỏ, đều có tác động đến những người khác và thế giới xung quanh, và thậm chí là đến thế giới bên ngoài chúng ta. Dù chúng ta có nhận thức được điều đó hay không, thì tác động của chúng ta có thể là tốt hoặc xấu. Nó có thể lớn hoặc nhỏ, đáng chú ý hoặc không đáng chú ý. Nó có thể mang lại sự sống hoặc sự hủy hoại. Càng nhận thức rõ về tác động của mình, chúng ta sẽ càng biết rõ hơn phải làm gì hoặc làm thế nào để tiếp tục những gì mà chúng ta đang làm. Các bạn thân mến, tôi cá là các bạn đã từng có tác động tốt đến bản thân, đến người khác hoặc đến thế giới bằng cách này hay cách khác. Người ta có thể chú ý và thừa nhận bạn. Nếu họ không làm vậy, thì bạn cũng đừng nản lòng. Hãy tự hỏi, có phải tôi làm vậy để cho mọi người biết, hay tôi làm vậy vì nó là điều tốt? Nếu bạn đã thử làm và thất bại, thì bạn cũng đừng bỏ cuộc. Hãy dừng lại và suy nghĩ, làm thế nào để tôi có thể làm tốt hơn? Hoặc tại sao nó lại không có tác dụng vậy? Bạn có đồng ý rằng thế giới lớn hơn nhiều? Bạn có đồng ý rằng thế giới lớn hơn nhiều so với những gì bạn biết? Sẽ có điều gì đó hoặc ai đó mà bạn không biết. Sẽ có điều gì đó bí ẩn hoặc chưa được biết đến. Đấy có thể sẽ là điểm xuất phát để bạn mở rộng thế giới của mình. Các công cụ bạn cần đã có sẵn đấy, bao gồm cả Google và mạng xã hội. Tuy nhiên, đừng chỉ nhìn vào điện thoại hoặc máy tính của bạn, mà hãy bước ra bên ngoài và tự mình khám phá lấy thế giới. Bạn nên biết điểm mù của mình là gì. Bạn nên nói chuyện với mọi người và học hỏi từ họ. Hãy cố gắng gạt bỏ thành kiến hoặc phán xét của bạn sang một bên. Hãy nên tò mò và mở lòng về những câu chuyện và hành động của họ. Tôi cá là bạn sẽ học được rất nhiều điều. Có phải bạn đang phớt lờ những vấn đề của thế giới không? Tại sao vậy? Bạn có chắc chắn rằng những vấn đề ấy sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến bạn? Vì vậy, hãy mở lòng để biết các vấn đề của thế giới là gì và tìm hiểu cách mọi người giải quyết chúng như thế nào. Vì ai biết được, và một ngày nào đó nó sẽ hữu ích cho bạn khi các vấn đề của thế giới đến trước cửa nhà bạn. Có phải bạn tin rằng bạn có thể làm được mọi thứ không? Bạn có chắc chắn như vậy không? Tôi nghĩ là bạn nên biết rằng bạn không thể và sẽ không bao giờ làm được mọi thứ. Nhưng bạn chắc chắn có thể làm được điều gì đó tốt đẹp cho người khác và cho thế giới, tùy theo khả năng và trí thông minh của mình. Câu hỏi là, bạn có muốn làm hay không? Nếu bạn nghĩ bạn muốn làm một điều tốt ngay ngày hôm nay, vậy thì bạn muốn làm gì vậy? Đừng từ bỏ nếu thất bại bạn nhé. Kết thúc phần 2.